Từ thuở khẩn quan lập ấp, dùng sông nước Cửu Long đã hình thành tập quán sinh hoạt. Từ cách ăn, nếp ở đều mang nét mộc mạc, giản dị và đậm chất phóng khoáng hào sảng của cư dân nơi này. Từ đó hình thành nên nhiều nét văn hóa đặc thù, trong đó có văn hóa ẩm thực. Sự đa dạng về món ăn và hương vị cùng khẩu vị đặc trưng của người miền Tây quê tôi đã góp phần làm phong phú cho kho tàng ẩm thực Việt Nam. Chỉ tính riêng món canh trong bữa cơm hàng ngày đã có hàng trăm cách biến tấu với nhiều nguyên liệu khác nhau. Mặc dù mỗi loại canh có vị ngon riêng, nhưng có thể nói canh chua là món ăn được ưa chuộng và phổ biến của người dân Nam Bộ. Với nhiều cách biến tấu độc đáo, phong phú về nguyên liệu, từ những cọng rau đồng, rau rừng kết hợp với các loại cá đồng, cá sông hay cá biển đều có thể tạo nên món canh chua thơm ngon, hấp dẫn vị giác. Mùi thơm của các loại rau, ngò om, ngò gai, hòa quyện đã làm tăng thêm hương vị cho món ăn càng độc đáo. Theo thời gian, món canh chua dân dã mà trang chứa hồn quê, đậm đà hương vị, đã đi vào ký ức của bao người dân dùng sông nước Cửu Long. Mấy hôm mưa nhiều, lúa bị sập một ít, nhưng trong xa xa vẫn mênh mông bát ngát những chùm bông lúa triểu hạt. Trên bờ mẫu là những hàng cây thốt nốt cao vút, những cây sắn, cây trâm, cây gáo đang dương cành lá đông đưa trong gió, làm cho khung cảnh quê nhà thêm thanh bình yên ả. Thank you.
Vào mùa mưa, người dân quê tôi thường đào trùng, cắm câu hoặc bắt ốc làm mồi, đặt vài cái ống trúng quanh bờ ruộng sau nhà, kiếm mớ cá, mớ lương cho bữa cơm hàng ngày. Những buổi sáng yên tĩnh trong lành, gió thổi nhẹ lay những tàu lá dừa nước, tạo ra âm thanh rì rào, di du, hòa với tiếng chuông gió bằng tre mà ông tôi làm treo bên hông nhà, nghe thật vui tai. Đều đặn mỗi sáng, bà tôi châm sẵn bình trà để trong chiếc giỏ dừa khô cho ông tôi nhấm nháp cùng với các chú các bác trong xóm. Ông tôi là đội trưởng đội nhạc cụ dân tộc ở xã, nên những lúc rảnh rang, ông thường đem mấy cái đàn cò, đàn gáo ra chỉnh dây, thử âm thanh lại. Mưa nhiều, ruộng có nước là các loại cá, lương, ếch trong hang bắt đầu ra kiếm ăn, nên cắm câu rất dễ dính. Thăm câu xong, ông bà tôi đi vòng qua bờ mẫu quanh ruộng kiếm mớ rau đồng hay rau rừng về nấu canh chua. Đã gọi là canh chua thì hễ trái gì có thể tạo vị chua đều được người dân quê tôi tận dụng để nấu. Ở quê hầu như nhà nào cũng trồng vài cây lá giấm, nuôi vài hũ cơm mẻ, trồng thêm gốc me gốc khế quanh nhà. Bữa thì nấu với me, với lá giấm, trái giác, hôm khác lại nhúng mẻ, nhúng giấm. Mùa mưa cây cối tốt tươi, những dây giác mọc hoang ngoài bờ ruộng cũng xanh non mơn mởn, cho những chùm trái giác căng bóng. Sẵn có trái giác, ngoài tôi cũng tiện tay hái vài chùm đem về nấu canh chua với cá trê và đọt choại. Khi làm cá, các bà các mẹ ở vùng quê thường dùng tro bếp dùi cá vào rồi cạo lại là sạch trơn. Ở quê đất rộng nhà thưa, làm cá nấu cơm đem ra sau vườn, vừa rộng rãi lại vừa thoáng mát. Canh chua trái giác nấu cũng đơn giản, chỉ cần để trái giác vô dầm lượt qua rây. Tới khi nào thấy đủ chua rồi thì chờ sôi lên, thả cá vô, nấu chín, nêm gia vị vừa ăn. Sau đó cho rau choại và các loại rau tạo mùi thơm vào, sôi lên là được.
Trong mâm cơm của người dân Nam Bộ, thường kết hợp món canh kèm với cá kho khô hoặc cá chiên giòn, cho bữa ăn thêm đậm đà, hấp dẫn, vị giác. Kiên Giang quê tôi là nơi có điều kiện tự nhiên phong phú, đa dạng. Có núi, có rừng, có biển cả, có sông ngòi chằng chịt. Những năm đầu của thập niên 90 trở về trước, một số xã ở các huyện như Giang Thành, Kiên Lương, Hòn Đất, Dòng Riền. Mỗi khi mùa nước nổi đổ về, dù ở cuối nguồn, nhưng nước cũng dâng cao, đủ ngập trắng cánh đồng. Khi đó người dân quê tôi không làm ruộng được, nên chuyển sang giăng lưới cắm câu kiếm sống, chờ nước rút để gieo xạ lại. Trẻ con miệt quê thuở đó không có nhiều trò chơi, nên cũng theo nếp sống của người lớn chan hòa với thiên nhiên, cỏ cây, ruộng đồng, sông nước quê nhà. Hồi đó cá đồng nhiều lắm, kéo lưới tới đâu mà thấy ham tới đó. Nào cá linh, cá sặc, cá rô và những con cá chạch lấu bự chảng. Người lo gỡ cá, người lo tước bông điên điển để kịp đem về nấu cơm chiều. Được mớ cá đồng tươi xanh, một phần kho, một phần nấu canh bông điên điển là cũng vét sạch nồi cơm. Còn ở một số nơi thuộc các huyện ven sông Cái Lớn Cái Bé, người dân đi xúc cá mè vinh hay chài cá giăng lưới giăng câu, dính cá chẽm, cá tra sông, cá nâu. Cá mè vinh nạo chả nấu canh chua lục bình hay bông súng cũng vét sạch nồi cơm. Mỗi dịp gia đình quây quần đông đủ thì biến tấu món canh thành món lẩu chua thơm ngon nóng hổi. Cá lóc đồng, lương đồng, nhúng cơm mẻ, xắt thêm mớ chuối cây, bắp chuối là thành món lẩu chua nóng hổi thơm lừng. Khi ăn thường chấm với nước mắm mặn hoặc muối ớt, dầm ớt cay nồng, càng tăng thêm vị đậm đà của món canh chua đặc trưng ở miền Tây Nam Bộ. Với tập quán có gì dùng nấy, mùa nào thức ấy, người dân Kiên Giang quê tôi sống chan hòa và thuận theo tự nhiên. Các vùng biển đảo ở Kiên Giang quê tôi như Hà Tiên, Phú Quốc, Kiên Hải thường nấu món canh chua cá bốp, cá đuối, cá cam, cá quát, cá ngát hay cá bạc má, cá ngân. Món nào cũng ngon. Mặc dù mỗi nơi nấu với mỗi loại nguyên liệu khác nhau, nhưng vẫn có chung hương vị đặc trưng của món canh chua dân dã quê nhà. Vị chua chua ngọt ngọt hòa cùng mùi thơm của các loại rau, ngò om, ngò gai, quế. Với cách nêm nếm đậm đà tạo nên hương vị đặc trưng, đọng lại trong ký ức của bao người con, sinh ra và lớn lên nơi miền sông nước Cửu Long.